Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. 48 giờ trước dự báo chiến tranh, Nga sẽ bỏ tối hậu thư, 42 vạn quân Ukraine vào vị trí. Hai ngày trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã đưa ra tối hậu thư 48 giờ cho Nga, ám chỉ việc yêu cầu Moscow cung cấp dữ liệu về cuộc tập trận do họ tiến hành, bao gồm số lượng và thành phần các đơn vị trong khung thời gian quy định theo bài viết được một nhà báo thu nguồn tin đăng tải thông qua Twitter. Bất chấp yêu cầu của Ukraine, phía Nga đã hoàn toàn phớt lờ tối hậu thư này, đồng thời gọi nó là không thể chấp nhận được. Phản ứng nói rằng họ không tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự bất thường nào trên lãnh thổ của mình và yêu cầu của Ukraine theo văn kiện Vienna của OSCE là không thể chấp nhận được. Đáp trả Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba đã đưa ra thông báo trên Twitter như sau. Nga đã không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi theo văn kiện Vienna, do vậy chúng tôi phải thực hiện bước tiếp theo. Chúng tôi yêu cầu triệu tập một cuộc họp với Nga và tất cả các quốc gia tham gia OSCE trong vòng 48 giờ để thảo luận về việc củng cố và tái triển khai dọc biên giới của chúng tôi và ở Crimea bị tạm chiếm. Theo ông Kuleba, nếu Nga nghiêm túc khi nói về tính không thể tách rời về an ninh trong không gian OSCE, thì nước này phải thực hiện cam kết minh bạch quân sự để giảm căng thẳng và tăng cường an ninh cho tất cả các bên. Cần lưu ý rằng nếu Nga tiếp tục không tham gia cuộc họp khẩn mà Ukraine đã đề cập với OSCE, rất có thể đây là động thái bắt đầu đếm ngược về thời khắc nổ ra cuộc xung đột quân sự như những gì truyền thông phương Tây miêu tả gần đây. Và như thường lệ, nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy like và comment cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!